Hôm nay mình sẽ làm hầm nhảy bắt cá một cách đơn giản. Mời các bạn cùng xem nhé. Đây là dụng cụ rất đơn giản của mình để làm. Thì đây là dụng cụ làm hầm nhảy của mình này các bạn. Một cái khạp. Con dao. Và một cái len. Giờ chúng ta bắt đầu làm nha các bạn. Và đây là chỗ mình sẽ làm hầm nhảy ngay tại chỗ này. Ngoài này là một cái mương. Ở trong đây cũng là một cái mương. Mình thấy cá nó ra vô đường này nhiều lắm nha các bạn. Giờ hôm nay mình quyết định mình sẽ làm hầm nhảy ngay chỗ này.
Rồi, hầm nhảy của mình bây giờ coi như là đã xong rồi nha các bạn. Các bạn nhớ đừng có để cho nước vào trong khạp này nha. Nếu mà để nước nhiều quá cá nó vô nó nhảy ra hết. Mình phải để cho khạp nó khô nước và chút xíu nước thôi để cá nó không bị khô. Đó, coi như đây là nó hoàn thành rồi đó. Chỉ còn đợi kết quả để sáng ngày mai thôi nha các bạn. Mình đi thăm hầm nhảy thôi các bạn ơi. Sáng rồi. Coi coi thành quả hôm qua mình làm như thế nào. Tới rồi. Có không đây? Wow. Quá thì nhiều luôn. Các bạn ơi, không ngờ thì các bạn ơi. Quá trời cá luôn, toàn là cá khủng không các bạn ơi. Nào là cá lóc nè, cá chê, cá rô. Đầy đủ hết luôn nha các bạn. Sao bắt này, sao bắt này. Khó bắt quá. Ui. Đó. Một. Hai. Cái gô nữa bạn. Gô bự hết biết không. Này cá chê nha các bạn. Cá bự có, cá nhỏ có. Cái này mạnh quá. Nó mà đâm một cái là nhức dữ lắm luôn á. Có bắt quá gì ta. Mạnh quá. Bắt nhẹ nhẹ thôi nha các bạn. Mạnh quá, nó dãy một cái là nó đâm một cái nè. Mà xỉu luôn á. Chút xíu nè. Chút xíu là xảy một con cá chê luôn rồi. Hên quá. Mình đi vô thôi các bạn ơi.